Xin chào các bạn học viên, xin chào những người đang theo dõi kênh Facebook Phan Anh Online và kênh PA Marketing trên YouTube. Trong video mới nhất này của series video khóa học Facebook Marketing năm 2023 thì tôi hướng dẫn cho các anh chị các bạn tạo một cái fanpage và một vài cái lời khuyên, một vài cái chỉ dẫn về tăng likes hoặc là tăng follows. Like ở đây chính là thích, follow ở đây là theo dõi cho fanpage. Thì đầu tiên tôi sẽ nói về fanpage có mấy loại. Thì hiện nay trên thị trường có hai loại fanpage. Trước đây nó chỉ có loại fanpage thông thường thôi. Đó. Và bây giờ thì Facebook nó cung cấp cho chúng ta một loại fanpage có tên là fanpage profile. Fanpage profile là cái fanpage mà có giao diện giống như là trang cá nhân của mình. Đấy. Thì cái kiểu này là Facebook cho phép là chúng ta tạo ra một cái fanpage giống như là profile và cũng có thể tương tác được với khách hàng và đăng bài được nhiều hơn. Và nó cũng giúp cho các tài khoản cá nhân có thể chạy quảng cáo trên chính cái tài khoản cá nhân đó bằng cách là đổi sang fanpage profile. Trước đây thì Facebook cá nhân sẽ không chạy quảng cáo được mà chỉ có fanpage mới chạy quảng cáo được thôi. Đấy, nhưng mà Facebook nó đưa ra một cái loại fanpage mới like giữa Facebook cá nhân, Facebook profile và Facebook fanpage. Đó chính là Facebook fanpage profile ở giữa. Đấy, nó lấy giao diện của profile nhưng nó lại có tính năng của fanpage. Thì chúng ta có thể cập nhật bằng cách là chúng ta đổi sang cái chế độ đó và chúng ta cũng có thể đăng bài chạy quảng cáo như thông thường. Vâng, thế thì việc tạo fanpage thì nó cũng vô cùng đơn giản và dễ thôi. Nhưng mà sau đó chúng ta đăng bài, chúng ta tăng tương tác, chúng ta tăng lượt theo dõi, tăng lượt thích cho fanpage nó mới khó, đúng không ạ? Vâng, thế thì nó sẽ gồm hai phần. Phần thứ nhất là tôi sẽ hướng dẫn các anh chị thao tác tạo fanpage trên laptop. Trên máy tính thì cũng xin lỗi, trên điện thoại là cũng tương tự như vậy thôi, cũng không khó. Bây giờ chúng ta sẽ vào Facebook của chúng ta, và chúng ta cũng đến menu, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta sẽ chọn đến cái phần chữ trang hoặc là chữ fanpage bằng tiếng Anh, có cái lá cờ màu cam ấy, thì chúng ta bấm vào đây thì chúng ta sẽ tạo trang ở trên điện thoại di động như bình thường đó. Thì trên này các bạn nhìn thấy có một số những cái trang tôi đã quản lý. Đấy, chúng ta sẽ bấm create tạo. Đấy, thì đây là cái việc mà chúng ta sẽ thao tác tạo trang. Rồi, tạo trang thì chỉ mất 2 đến 3 phút là xong. Thế nhưng mà để chăm sóc trang, để phát triển trang, để duy trì nó, để xây dựng thương hiệu nó thì có khi chúng ta phải mất cả năm trời. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào cái tài khoản Facebook của chúng ta. Ở menu bên trái, chúng ta chọn đến chữ trang có hình lá cờ màu cam. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm tạo trang mới. Vâng, tạo trang mới. Lưu ý là tôi đang sử dụng trên nền tảng PC, tức là máy tính. Ở đây thì tên trang thì chúng ta sẽ đặt tên thương hiệu, tên sản phẩm, tên ngành hàng, tên công ty, tên người. Đấy, ví dụ như là ca sĩ Nguyễn Phan Anh, họa sĩ Nguyễn Phan Anh, hay là Nguyễn Phan Anh, hay giảng viên Nguyễn Phan Anh, thời trang công sở nữ Phan Anh, nội thất Phan Anh, ví dụ thế, đúng không ạ? Với điều kiện Phan Anh là thương hiệu của bạn đó. Đấy, thì chúng ta chọn, đấy, chúng ta chọn ví dụ như là nhà hàng hải sản Phan Anh. Đấy, nếu như chúng ta có một cái nhà hàng hải sản, hoặc đơn giản là chỉ là gì, nhà hàng Phan Anh. Đấy. Hoặc là Phan Anh 3, Phan Anh 5. Đấy, thì nếu như chúng ta có nhiều cửa hàng, hoặc là chúng ta có thể kết hợp với địa điểm nhà hàng Phan Anh, đấy, đúng không ạ? Thái Hà. Đấy, ví dụ như thế, tức là nhà hàng Phan Anh ở phố Thái Hà, Hà Nội. Đấy, ý tôi là như vậy. Ok. Vâng. Hạng mục thì ở đây là chọn đến cái danh mục của cái fanpage đó, thì chúng ta sẽ chọn nhà hàng. Đấy. Vâng. Tiểu sử, đúng không ạ? Nhà hàng chuyên các món ăn dân dã và món ăn truyền thống của Việt Nam, ngon như mẹ nấu. Và đây tôi nói viết ví dụ thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm tạo trang. Sau khi mà chúng ta tạo ra trang thì chúng ta sẽ cần cập nhật thông tin. Ví dụ như trang web của chúng ta nếu chúng ta có, đúng không ạ? Nếu có nhé. Còn nếu không có thì chúng ta bỏ qua.
PAmarketing.vn đúng không ạ? Ví dụ thế. Số điện thoại của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn cộng 84 vâng của Việt Nam. 989623888 số của tôi. Ví dụ như thế đúng không ạ? Email fananhonline@gmail.com. Đấy tôi nói ví dụ. Vị trí địa lý đây là tôi đang làm mẫu thôi, nó không có thật, được chưa ạ? Vị trí địa lý của nó là Thái Hà. Vâng. Thành phố ở đây là Hà Nội. Vâng. Đấy, ở phố Thái Hà, mã zip còn là 1 và 5 số 0 là ở Hà Nội. Còn ở các tỉnh khác thì các bạn sẽ lưu ý cái mã zip là mã bưu điện, được chưa ạ? Vâng. Đấy. Chúng ta chọn giờ mở cửa, ví dụ như là chúng ta cập nhật thứ hai mở cửa thì chúng ta nhà hàng mà, đúng không? Thì chúng ta sẽ đón khách từ lúc 9 giờ đến khoảng 22 giờ. Đấy. Tương tự như vậy. Đấy, thì chúng ta cứ chọn 9 giờ. Thế còn nếu mà chúng ta bán hàng online thì chúng ta chọn cả ngày. Đấy, 22 giờ 30. Vâng. 09:00:22:30. Ok. Tương tự như vậy, được chưa? Chúng ta làm tiếp. Vâng. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục. Thì cái phần bên phải này chúng ta nhìn thấy đó chính là cái giao diện xem trước ở trên máy tính. Vâng. Thì lúc này chúng ta phải có ảnh đại diện, ảnh bìa. Đấy, và ảnh đại diện, ảnh bìa thì chúng ta phải thiết kế bằng Photoshop hoặc là bằng các phần mềm chỉnh sửa ảnh hoặc là bằng phần mềm Canva. Đấy, ví dụ như chúng ta có thể tạo một cái ảnh bìa. Đấy, chúng ta có thể tạo một cái ảnh bìa. Đấy, ví dụ thôi, đúng không ạ? Tôi lấy bừa một cái tôi đưa lên. Đấy, và ảnh đại diện. Ảnh đại diện có thể là logo của mình hoặc cũng có thể là ảnh của mình. Vâng. Cũng có thể là ảnh của mình, ảnh chân dung, ảnh cửa hàng đều được. Đấy. Ok. Rồi, chúng ta tạm tạm thế được chưa? Tiếp. À, tại vì tôi đang làm marketing cho một cái nhà hàng lớn ở Vĩnh Phúc cho nên là có sẵn những cái ảnh này. À, WhatsApp thì mình bỏ qua bởi vì ở Việt Nam thì hầu như là chúng ta không kết nối với WhatsApp. À, chúng ta cũng có thể mời bạn bè tăng like, đây cũng là một trong những phương pháp đơn giản để mời bạn bè tăng like, hoặc chúng ta bỏ qua. À, lưu ý cái ảnh khi mà chúng ta thiết kế là chúng ta phải tối ưu về mặt hình ảnh hoặc là đại diện. Đây cụ thể nhé, cụ thể ví dụ như là tôi đang làm cho cái nhà hàng này. À, thì cái ảnh bìa tôi thiết kế là thể hiện các góc cạnh của nhà hàng, tôi ghép lại thành từ 5-6 cái bức ảnh. Đấy, còn ảnh đại diện thì tôi dùng logo. Đấy, tên gọi thì tôi đổi tên là trung tâm tiệc cưới và nhà hàng Đại Nam ở Hưng Yên, Vĩnh Phúc. Đó, các món ăn, bài vở tôi đăng lên đây. Đó, các bạn có thể nhìn thấy. Thì các cái bước bắt đầu của nó là phải từ đây. Đấy, chúng ta có thể mời bạn bè thích những cái trang của chúng ta. À, chúng ta tiếp tục. Đấy, thông báo. Và chúng ta thông báo, chúng ta có thể gửi email. Chúng ta cũng có thể gửi email. Rất là tốt. Vâng. Thì như vậy các cái bước cơ bản chúng ta đã tạo ra một cái fanpage. Một cái fanpage. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải đăng bài, đúng không ạ? Chúng ta cần phải đăng bài. Chúng ta cập nhật các thông tin như là nút hành động, địa chỉ, số điện thoại, rồi các món ăn, menu, vân vân. Chúng ta đăng bài dạng video, live stream, bài viết, hình ảnh và thước phim đều được. Những cái thông tin mình có thể đưa hết vào đây. Những cái khác mình có muốn chỉnh sửa gì không thì cũng chọn vào đây. Thế thì như tôi đã nói là tạo fanpage thì không khó. Chúng ta có ảnh bìa, ảnh đại diện, các thông tin cơ bản là xong.
Nhưng bây giờ tạo một cái fanpage xong rồi, không có người thích, không có người theo dõi, thì chúng ta sẽ thấy gần như nó cũng sẽ không có hiệu quả, không ai biết. Thế thì có những cái cách nào để chúng ta làm tăng like cho fanpage đây? Cách thứ nhất là chúng ta mời. Cách thứ nhất là chúng ta mời, như chúng ta mời bạn như vừa nãy, chúng ta vẫn phải sử dụng. Cách thứ hai là chúng ta sẽ chia sẻ cái fanpage này lên Facebook cá nhân, lên Zalo, qua email, qua những cái chỗ mà chúng ta có thể chia sẻ được, in ấn lên các cái danh thiếp, in ấn lên các cái bao bì. Và chúng ta lưu ý là chúng ta cũng phải đổi cái URL, phải đổi cái URL này nó dạng facebook.com sược username, ví dụ như là nhà hàng Phan Anh viết liền đó. Các thông tin chúng ta cập nhật ở đây các bạn nhìn thấy có 7.000 lượt thích, 8.000 lượt thích, đúng không ạ? Vậy chúng ta cần phải nhiều hơn nữa bằng cách là chúng ta chạy quảng cáo bài viết, chạy quảng cáo tăng like. Một trong những cái phương pháp tốt đấy là chúng ta chạy quảng cáo tăng like cho fanpage của chúng ta có một cái lượng like lớn lên. Ví dụ như học viên của tôi, có một bạn tôi đã tư vấn cho bạn ấy là chạy quảng cáo tăng like. Bạn ấy chi ngân sách khoảng 100 triệu để tăng like cho fanpage của mình. Và khi mà bạn ấy chạy được 100 triệu ngân sách quảng cáo thì bạn ấy thu được khoảng hơn 100.000 lượt theo dõi thật. Đấy. Và sau đó thì bạn ấy quay ra bạn ấy bán hàng, đăng bài lên thì đã có khách hàng và có người xem. Bởi vì là nó có hơn 100.000 lượt theo dõi, và mỗi một ngày bạn ấy chỉ đăng lên, bạn ấy bán được 3 4 đơn hàng mỹ phẩm thì bạn ấy cũng đã lãi được khoảng 3 40% cho mỗi đơn. Thế là bạn ấy cũng có thể kiếm được khoảng 2 3 triệu tiền lãi một tháng, một nhân đều lên thì cũng có thể kiếm được 6 70 triệu. Và như vậy chỉ khoảng 2 3 tháng thôi là bạn ấy có thể hòa vốn được cái số tiền mà bạn đã chi cho fanpage. Cho nên là chúng ta phải phát triển nội dung và share bài, làm những cái nội dung có tính chất cộng đồng, làm những cái nội dung có tính chất cập nhật, chứ không phải lúc nào cũng chỉ đăng hình ảnh về sản phẩm, về nhà hàng hay là về những cái thứ mình làm. Đấy, mà chúng ta có thể làm những cái nội dung cộng đồng, chúng ta cũng có thể là làm các video, thước phim vân vân để chúng ta thu hút. Đấy. Và quan trọng ấy là chúng ta phải có cái lượt tiếp cận tự nhiên rất là tốt. Còn nếu không, chúng ta chỉ có tiếp cận trả phí thôi thì chúng ta sẽ tốn rất là nhiều tiền về chạy quảng cáo. Đấy. Và làm thế nào để có được những lượng tiếp cận tự nhiên thì đó là bằng cách là chúng ta phải đăng bài. Chúng ta phải đăng bài rất thường xuyên, liên tục. Và những cái bài nội dung có tính chất cộng đồng, có tính chất cộng đồng cao, thu hút được nhiều lượt xem. Thì đấy là một số những cái mẹo nhỏ để chúng ta có thể phát triển được fanpage của chúng ta. Và chúng ta đầu tư cho nội dung livestream, chúng ta làm video, chúng ta đăng bài, chúng ta làm hình ảnh, chúng ta so sánh, chúng ta tạo nhóm để thảo luận, vân vân. Ok, thì như vậy tôi vừa hướng dẫn sơ bộ và cho các anh chị và các bạn là cách tạo ra fanpage, các bước thứ hai là tối ưu một cái fanpage bằng cách là ảnh bìa, ảnh đại diện, logo, các thông tin, hình ảnh, các thứ đã đầy đủ. Sau đó là các bạn sẽ phải có nhiệm vụ là tăng like cho fanpage, tăng follow cho fanpage bằng các giải pháp như là một là chạy quảng cáo, hai là mời, ba là phát triển nội dung, 4 là phải có chiến lược tập trung vào các cái nội dung mà như là livestream, như là thước phim. 5 là chúng ta in ấn đưa những cái thông tin của fanpage của chúng ta trên tất cả những cái chỗ mà chúng ta có thể tiếp xúc với khách hàng, như là túi, như là email, như là danh thiếp, như là trong các hội thảo, vân vân. Và chạy quảng cáo, tăng like cho fanpage. Thế thì trong cái series video này thì tôi cũng có hướng dẫn cho các bạn chạy quảng cáo tăng like cho fanpage, và chạy quảng cáo tăng like cho fanpage làm như nào để một cái like nó rẻ, bởi vì like fanpage bây giờ nó cũng rất là đắt. Ok, sau đó thì chúng ta cũng phải tính đến là những cái page của chúng ta uy tín thì chúng ta sẽ xin tích xanh. Xin tích xanh cũng rất là khó, xin tích xanh rất là khó, thì tôi cũng sẽ cố gắng là đến lúc mà xin được dễ thì tôi sẽ xin và hỗ trợ cho các bạn.
Hiện nay tôi không xin được nên là rất là khó để xin. Ok, và nếu các bạn có bất kỳ cái yêu cầu nào, câu hỏi nào, cần tư vấn, cần trợ giúp và cần chạy quảng cáo hoặc là đào tạo cho doanh nghiệp của mình, cho cá nhân mình thì xin vui lòng liên hệ với giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi ở địa chỉ là phananhonline@gmail.com, ở facebook.com/phananhonline, số điện thoại là 0989 623 858. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn. Xin cảm ơn.